giấc ngủ ngon và sâu là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cơ thể tái tạo năng lượng, duy trì sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Dưới đây là 6 việc bạn nên làm mỗi tối để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và có một giấc ngủ chất lượng. 1. Tắt thiết bị điện tử trước khi ngủ Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính bảng hoặc TV có thể ức chế melatonin, hormone điều chỉnh giấc ngủ, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Hãy tắt các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi ngủ để cơ thể có thời gian chuẩn bị cho giấc ngủ. 2. Uống một ly nước ấm hoặc trà thảo mộc. Một ly nước ấm hoặc trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà bạc hà không chỉ giúp thư giãn cơ thể mà còn có tác dụng an thần nhẹ. Tuy nhiên, tránh những loại nước chứa caffeine vì chúng có thể làm bạn khó ngủ hơn. 3. Tránh xa thực phẩm chứa caffeine. Uống một cốc cà phê hay trà xanh vào buổi tối có thể tăng cường sự tập trung, năng lượng và tỉnh táo, nhưng không có lợi cho giấc ngủ. Hạn chế đồ ăn, thức uống chứa caffeine buổi tối để có thể ngủ sâu và đủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. 4. Không ăn tối muộn. Ăn khuya có thể ảnh hưởng tiêu cực chất lượng giấc ngủ bởi dạ dày no gây trào ngược axit ở nóng khiến mất ngủ. Một số thực phẩm có thể làm tăng lượng đường trong máu khi tiêu thụ, gây ra các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, tiểu đêm. 5. Thư giãn. Các kỹ thuật thư giãn gồm chánh niệm, thiền định, nghe nhạc, đọc sách, tắm nước nóng, hít thở sâu có thể điều chỉnh tâm lý ổn định, bớt căng thẳng, hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.